Hai, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trân Miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục công việc hàng ngày cô chú anh chị ơi. Thì mình sẽ chia sẻ về lát gạch nền nha. Thì cái lát gạch nền này là lát ở trong phòng. Thì nền mình đã thiếu nước rồi, vệ sinh sạch sẽ rồi. Rồi hôm nay mình sẽ test thử cái máng kéo găng cưa dài 40-80 nha. Thì cái máng găng cưa này thì nó tăng đưa vô được là ngắn nhất là 40, dài nhất là 80. Thì hôm nay mình sẽ lót ở trong phòng là gạch lịch 60 nha cô chú anh chị. Thì cái máng găng cưa này làm như thế nào thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình kéo cái máng găng cưa 60 này để lót gạch nền, coi có chuẩn hiệu quả hay không nha. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn xem video nha. Đã thấy video mình có hay hữu ích, nhớ đăng ký ủng hộ, chia sẻ cho mọi người cùng xem, để cho mình like nha cô chú anh chị. Rồi mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp nha.